Bệnh viện Hùng Vương tại thành phố Hồ Chí Minh hiện đang điều trị cho rất nhiều bệnh nhân là sản phụ mắc COVID-19. Những ngày vừa qua trên mạng xã hội Facebook có xuất hiện thông tin là nhiều trẻ sơ sinh có mẹ là F0 đang được chăm sóc tại bệnh viện này thì không có đủ bỉm tã sữa và không có người trông nom. Việc này ngay lập tức đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người bởi hình ảnh của những em bé sơ sinh sinh non thiếu tháng và rất nhiều người thì cũng nóng lòng muốn ủng hộ, hỗ trợ cho bệnh viện để chăm sóc cho các bé. Và để làm rõ hơn thông tin về vấn đề này thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ kết nối qua điện thoại với tiến sĩ bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, giám đốc Bệnh viện Hùng Vương. Vâng, xin chào bác sĩ ạ. Trước thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội gần đây thì bác sĩ có thể cho biết là cụ thể tình hình chăm sóc trẻ sơ sinh mà có mẹ là F0 tại bệnh viện hiện nay thì đang diễn ra như thế nào ạ? Dạ, tôi xin được đại diện cho lãnh đạo bệnh viện khẳng định là các cái trẻ được nuôi dưỡng tại khoa nhi sơ sinh cũng như tại trung tâm hớp là rất là đầy đủ về quần áo, về tã bỉm, về sữa, không có thiếu gì cả. Và cái này là một cái sự nỗ lực rất là lớn từ phía bệnh viện, từ phía các cái cấp lãnh đạo của thành phố, của Sở Y tế cũng như là các cái mạnh thường quân trong thời gian qua. Với cái quy mô 120 giường của khoa sơ sinh thì hiện nay chúng tôi bao giờ cũng trên 200 bé được giữ và nuôi dưỡng cũng như là chăm sóc và điều trị tại khoa sơ sinh. Thì trong số hiện nay, sáng nay đó là 218 bé, và trong số 218 bé đó thì là 138 bé là con mẹ nhiễm COVID. Và có 40 trường hợp là đang ở khu vực ICU, tức là chăm sóc đặc biệt của những cái đứa trẻ sơ sinh. Thì như vậy thì chúng tôi cũng rất là quá tải trong cái chuyện mà chăm sóc các cái trường hợp con của mẹ bị nhiễm COVID cả đủ tháng lẫn non tháng lẫn cực non. Vâng, thế còn trước những cái áp lực về số lượng bệnh nhân tăng cao liên tục trong những ngày gần đây thì bệnh viện đang gặp những cái khó khăn như thế nào về nhân lực, trang thiết bị hay là máy móc không ạ, để đáp ứng cho việc chăm sóc cho các bé sơ sinh? Khi mà nuôi những cái trẻ non tháng ấy, thì nó đòi hỏi rất là nhiều các cái phương tiện máy móc cũng như là trang thiết bị. Nhưng mà số lượng bé nhiều quá thì một bé một lồng ấp thì mình cũng không có thể đáp ứng được trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn như vậy. Thành ra là cái việc mà chia sẻ lồng ấp là chuyện có thật. Một cái lồng ấp có thể hai trẻ đẻ non cùng chia sẻ. Như vậy thì cái nguy cơ nhiễm trùng của trẻ nó cũng sẽ gia tăng, nhưng mà không có cách nào khác hết. Hoặc là máy thở chuyên dùng cho trẻ non tháng thì bệnh viện cũng thiếu rất là nhiều, với cái số lượng trẻ non tháng càng ngày càng nhiều. Rồi máy theo dõi các cái thông số monitoring, rồi máy truyền dịch, máy bơm tim điện, tất cả những cái đó thì bệnh viện cũng có, nhưng mà do cái số lượng nó gia tăng lên quá nhanh trong một cái thời gian ngắn, thành ra bệnh viện cũng chưa có đáp ứng được. Hoặc là thậm chí là nôi thôi, nôi của những cái đứa trẻ mà đủ tháng ở các cái khoa hậu sản đó, thì đó là chuyện cũng rất là bình thường. Trên tinh thần là cố gắng mình có cái gì mình làm cái đó, mình cố gắng mình trong tầm mức mình có được thì mình cố gắng mình làm. Vâng, xin được cảm ơn những thông tin từ bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết ạ. Vâng, thưa quý vị, những thông tin của bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết chia sẻ thì có thể thấy rằng là không có chuyện là trẻ ở đây thì không có người trông nom. Thế nhưng mà bệnh viện thì hiện nay cũng đang rất là cần sự hỗ trợ chia sẻ với một số những cái máy móc thiết bị. Và chúng tôi cũng hiểu rằng là hiện nay thì chắc chắn là rất nhiều quý vị khán giả muốn chia sẻ những cái khó khăn với đội ngũ y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch, muốn hỗ trợ một phần nào đó cho Bệnh viện Hùng Vương. Và nếu như mà có nhu cầu ủng hộ thì quý vị có thể liên lạc với phòng công tác xã hội của bệnh viện hoặc là số điện thoại đang hiện trên màn hình để sự sẻ chia đến được đúng nơi cần và hiểu rằng là bệnh viện đang thực sự cần gì, tránh những tin đồn thất thiệt.